Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với GVN Channel. Mình là Rin Mai và đây là GNews số 55. GNews là một bản tin về công nghệ, PC gaming và eSports được lên sóng vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, hãy cùng mình điểm qua những thông tin nổi bật nhất trong tuần này nhé. Bất ngờ xuất hiện CPU Intel Core i9 10850K. Phải chăng là Core i9 10900K phiên bản giá mềm? Dù chưa ra mắt và không giảm giá, bom tấn Horizon Zero Dawn vẫn là một trong những game bán chạy nhất trên Steam. Tựa game đình đám Death Stranding tung loạt screenshot 4K Ultra Wide đẹp mê hồn, mời anh em chiêm ngưỡng. Xuất hiện cao thủ với pha bắn súng lục tầm xa, thân sâu trong Call of Duty. Xuất hiện bản mod siêu độc cho anh em cầm AK-47, càng quét quái trong Dark Souls 3. Một game thủ tài năng dùng đàn piano phá đảo Minecraft. Vừa mới đây, trên mạng xuất hiện CPU Core i9 10850K, nhìn khá giống như là người anh em song sinh của CPU i9 10900K. CPU này cũng có 10 nhân 20 luồng, bộ nhớ đệm L3 20MB và bộ nhớ đệm L2 256KB cho mỗi nhân, xung nhịp Turbo Boost Smart 3.0 là 5.2GHz. Tuy nhiên, i9 10850K khác ở chỗ là nó có xung nhịp cơ bản 3.6GHz, thấp hơn 100MHz so với i9 10900K. Có vẻ như Core i9 10850K sẽ không có tính năng Thermal Velocity Boost vì xung nhịp tối đa của nó chỉ có 5.2GHz thay vì là 5.3GHz như Core i9 10900K. Rất có thể là Intel đã tận dụng những con chip không đạt chuẩn để trở thành i9 10900K và biến nó thành i9 10850K. Ngoài ra thì với mức giá thấp hơn Core i9 10900K và anh em mua về có thể ép xung để đạt hiệu năng cao hơn Core i9 10900K ở thiết lập mặc định, đây quả thật là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Sau khi trailer PC của tựa game Horizon Zero Dawn được tung ra thì game thủ đã đổ xô đi mua, biến nó trở thành một trong những tựa game được bán chạy nhất trên Steam. Horizon Zero Dawn là một tựa game hành động nhập vai với nữ chính tên là Aloy trong một thế giới đang bị chiếm đóng bởi những cỗ máy khổng lồ. Đây từng là tựa game độc quyền ra mắt vào năm 2017 dành cho PS4 và đã tạo được tiếng vang trong cộng đồng game thủ. Với phiên bản PC lần này thì nó sẽ cập bến Steam vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, nghĩa là còn một tháng nữa mới lên kệ. Nhưng hiện tại nó đã nằm trong danh sách trong top seller luôn rồi, vượt mặt cả những tựa game bom tấn khác như Doom Eternal, PUBG, Red Dead Redemption 2, Sekiro, The Witcher 3. Đáng chú ý hơn là mặc dù vẫn đang trong đợt Steam Summer Sale, Horizon Zero Dawn vẫn không hề giảm giá mà vẫn bán đắt như tôm tươi. Hiện game đang được bán với giá 390.000 Việt Nam đồng, với một mức giá phải nói là quá hấp dẫn cho siêu phẩm một thời. Tựa game đình đám Death Stranding vừa mới tung ra trailer cho PC thì lại có thêm một loạt ảnh screenshot hút hồn và đẹp mắt. Vừa rồi, Death Stranding đã có thêm một loạt hình screenshot 4K Ultra Wide để phô diễn chất lượng đồ họa trong game khi tận dụng phần cứng xịn sò cho nền tảng PC. Đặc biệt, game còn hỗ trợ công nghệ Deep Learning Super Sampling độc quyền của Nvidia, sử dụng trí thông minh nhân tạo để upscale hình ảnh, cho ra chất lượng hình ảnh đẹp tương đương mà không phải hy sinh quá nhiều hiệu năng so với việc render ở độ phân giải gốc. Nhờ đó, Death Stranding có khả năng chạy ở độ phân giải 4K với tốc độ khung hình trên mức 60fps, cho dù anh em đang sử dụng các màn hình Nvidia RTX 20 series nào đi chăng nữa. Game sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2020 trên nền tảng Steam với giá là 988.000 đồng. Vừa rồi, trên mạng xuất hiện một game thủ Call of Duty bắn như hắc, hạ gục kẻ địch ở trên nóc một tòa nhà cực kỳ xa. Đoạn clip này được đăng tải bởi một thành viên tên là Demolition75 trên diễn đàn Reddit. Đầu tiên, anh ta dùng cây nỏ, canh thật chuẩn xác rồi bắn phát đạn cuối cùng. Nhưng không may là kẻ địch vẫn chưa chết. Sau đó, anh ta móc ra khẩu lục 357 Magnum, lia theo phát đạn ban nãy, rồi bắn 3 viên về hướng nóc tòa nhà kia. Và điều bất khả thi đã xảy ra khi trên màn hình hiện lên thông tin xác nhận mục tiêu đã bị bắn hạ. Đoạn clip này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều game thủ trên diễn đàn Reddit và rất nhiều người cho biết họ nhìn mãi mà chẳng thể nào thấy được kẻ địch trên nóc tòa nhà kia vì nó quá xa. Chủ nhân của đoạn clip này cũng đã cho biết anh ta đã luyện mắt để nhìn thấy những kẻ địch tàn hình từ thời còn chơi Titanfall 2 nên giờ mới có tầm nhìn xa được như vậy. Một modder đã biến vũ khí trong Dark Souls 3 thành các loại súng trường chứa danh trong game FPS và đương nhiên cũng sử dụng được bình thường. Khi chơi Dark Souls 3 thì anh em sẽ được trang bị một số loại vũ khí như kiếm, cung tên, nỏ và khiên để đi đánh chùm. Tuy nhiên, có một modder vừa rồi đã tạo ra một bản mod siêu lầy thay tất cả các vũ khí tầm xa thành súng trường. Khi cài bản mod này thì các vũ khí tầm xa
sẽ được chuyển thành loại súng quen thuộc như các tựa game bắn súng như Vector, AK-47, M16, Thompson, MP5, súng tỉa, shotgun. Hầu hết các loại súng này đều có hai chế độ bắn. Nếu cầm bằng hai tay thì sẽ bắn theo kiểu liên thanh nhưng sẽ giảm sát thương và độ chính xác. Còn nếu cầm bằng một tay thì sẽ chuyển sang chế độ bắn tự động với sát thương và độ chính xác cao hơn nhưng sẽ tốn stamina và bắn chậm hơn. Bên cạnh đó, bản mod này còn có thêm cả hiệu ứng âm thanh khá là chân thực, tạo cảm giác như đang chơi Call of Duty trong thời Trung Cổ vậy. Một game thủ đã phá đảo Minecraft chỉ với cây đàn piano, thay thế cho phím và chuột. YouTuber này tên là Jago123 và anh đã mod lại các phím trên cây đàn MIDI để phù hợp với các cơ chế điều khiển trong Minecraft. Video của anh xoay quanh hành trình từ lúc mới mở màn trong chế độ Survival Mode và xây căn nhà đầu tiên cho đến khúc chiến đấu với con rồng Ender Dragon. Đoạn video này có thời lượng 10 phút và tập trung chủ yếu vào các pha highlight trong lúc chơi. Nhưng trên diễn đàn Reddit thì Jago có cho biết nó đã ngốn của anh hơn hết 7 tiếng rưỡi để phá đảo trò chơi, bao gồm cả khoảng thời gian làm quen với việc điều khiển nhân vật. Các phím đen và phím trắng trên cây đàn của Jago đã được thiết lập để thay thế cho bàn phím và chuột. Trước khi bắt đầu thử thách này thì Jago đã nhờ sự trợ giúp từ một người cũng đã từng dùng đàn MIDI để chơi Minecraft để lấy đoạn mã thiết lập các nút bấm. Sau đó mới bắt đầu cuộc hành trình của mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GNews số 55 tuần này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn chuông để có thể cập nhật thêm những thông tin về công nghệ, PC gaming và eSports được lên sóng vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.